Hello, em xin chào tất cả anh em, em xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với clip mới nhất của MZ nha. Lời đầu tiên em xin cảm ơn anh em và cảm ơn mọi người rất suốt thời gian qua đã luôn theo dõi của MZ ạ. Em xin cảm ơn anh em và cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người ơi, ở cái clip của MZ hôm nay thì em lại tiếp tục lên bán chim cho anh em và mọi người. Thì hôm nay là đặc biệt, một clip đặc biệt anh em ạ. Thôi thì đầu tiên nhá, anh em xem clip của MZ, nếu có yêu quý MZ nhớ cho tôi xin một nút like và đăng ký của em nhá. Chim em bán cho anh em đều bảo hành cho anh em một tháng hết anh em ha. Anh em cứ về anh em nuôi, ok anh em nuôi chơi, ưng anh em nuôi chơi, không ưng anh em quay đầu anh em, mà anh em không mất một đồng nào cả anh em nhá. Rồi thì hôm nay mới tuyển được một con chim về anh em ạ, và em quay clip liền cho anh em. Bây giờ là 12 rưỡi trưa anh em nhá, 12 rưỡi trưa, và bây giờ là bỏ nó xuống đất cho nó ra lồng và quay clip cho anh em cho mình cùng xem đây. Một con chim mà khá là lâu rồi anh em ạ, khá là lâu rồi em không tuyển được con chim này như vậy nữa, và đó là hàng cực kỳ là dị cho anh em nhà mình cùng thưởng thức luôn. Đối với những con chim này thật sự mọi người chỉ nhà đã thích rồi anh em ạ. Lân tê mặt quỷ hàng xịn sò cho anh em nhà mình nhá. Và anh em xem con chim này, trời ơi nó đẹp này, trời ơi nó đẹp này anh em. Con chim này thì sau lông vụ này là vụ thứ tư anh em nhá, sau lông vụ này là vụ thứ tư. Anh em về anh em nuôi ví dụ như là cà phê cà pháo, hay anh em nuôi về đi khi đi thố thì đó là quyền của anh em nhá. Con chim này thì người ta nuôi nhà đúng kiểu nuôi cảnh anh em. Người ta nuôi nhà nuôi cảnh thôi, nuôi thỏa mãn đam mê rồi anh em, chứ người ta không nuôi theo kiểu đi thi như thú đâu. Còn con chim này anh em nuôi anh em khai thác nhá. Con chim đánh hai cầu thẳng anh em ha. Đánh hai cầu thẳng rất là đẹp đây, em quay quay cho mọi người cũng xem này. Em quay cho mọi người cũng xem thái độ nó một chút này. Em quay cho mọi người xem thái độ nó một chút nhá. Đây mọi người đợi em một chút này. Mọi người đợi em dư một chút. Này, cho anh em xem thái độ của bóng bộ nó này. Dư nhá. Bật sáng lên. Này anh em ngắm con chim này. Anh em xem con chim mê không? Này, lân tê mặt quỷ và màu rất là dị này anh em. Dị không? Nhìn vào mặt mũi này, chúng ta ăn chim cưng không anh em? Thật ra là đối với những con chim như này á, nó là hàng quá hiếm rồi anh em ạ. Để mà đi tuyển một con chim như này đúng là quá khó luôn. Cái câu chuyện thực sự là như vậy. Đi tuyển được một con chim như này thì nó là quá khó luôn, quá đẹp. Mà chơi rất hay chứ không phải là đẹp để ngắm không đâu anh em nha. Chơi rất ok, rất là hay luôn anh em ạ. Lân tê mặt quỷ hàng xịn luôn anh em nhá. Mặt mũi bóng bộn em kề hai ba con vào cho anh em cùng xem nhé. Em bung hai ba con xong em kề cho mọi người cùng xem này. Mọi người đợi em một chút nhé. 12 rưỡi trưa thì không chưa nghỉ ngơi ăn uống ăn nước gì đâu anh em ạ. Nó đẹp quá thì quay clip liền cho anh em nhà mình đấy. Thật tại nó đẹp quá làm chi, nó đẹp quá làm gì mà để mọi người đợi em gì chút ha, đợi em gì chút em gì lôi ra hai ba con này ra quay cho mọi người cùng xem này. Mọi người thật sự luôn ngắm con chim này đã sướng rồi. Đợi em dư chút nha. Đợi em dư chút. Đây, ok. Mọi người quay clip này. Ok, chim cho mọi người xem này. Đây. Đây, quay clip bóng bộ cho mọi người xem này. Thực tế luôn anh em nhé. Sao lại rụt rụt này vào nhỉ? Mua về nhà lại xịt luôn được à? Vừa về nhà mà xịt luôn được à? Đó. Tưởng về nhà mà xịt luôn được nữa thì chịu luôn đấy. Chim cò thì thua luôn đấy anh em ạ. Đây mà xịt được nữa thì gì cũng đến thua luôn đấy anh em. Và nó đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ sẽ quay ra một góc này, em sẽ quay cho nó hot mọi người cùng xem nhá. Mặt mũi bóng bộ tương táo nó anh em nhá. Đẹp lắm anh em ạ, thật sự con chim phê luôn. Cho anh em xem lại một chút đây. Nết nó dê cầu xòe, dê xòe đẹp lắm anh em ạ. Nết con chim này là dê cầu xòe, đẹp lắm. Trời ơi, em nó ngắm không cũng đã phê rồi anh em ạ. Em quay clip nó hơi lâu một chút cho mọi người cùng thưởng thức nhá. Em quay clip nó hơi lâu một chút cho mọi người cùng thưởng thức ạ. Bây giờ là 12 rưỡi trưa rồi đấy anh em, chứ không phải là ngày đâu. Ui, đẹp quá anh em ạ. Nói chung là về nhà nó lại, bây giờ mới bắt về nhà nên nó cũng lạ lồng lại ít, nên là con chim nó không được ra form lắm đâu mọi người. Đẹp, giọng hay, bộ đẹp giọng hay anh em nha. Rồi, ok anh em nha. Anh em thích em nó, yêu quý em nó, alo qua cho em đi anh em nha.
hàng siêu độc dị cho anh em nhà mình sưu tầm và chơi nha anh em nhá. Ok anh em ơi, qua con tê nhá anh em nhá. Thì tiếp theo đấy con chim số 2 ở clip này của em Duy anh em ha. Con chim số 2 clip này của em Duy, em Duy chia lại cho em cái giá là 15 triệu anh em ạ. Một con chim gọi là sạch tinh, chưa có thi thố gì cả đâu anh em nhá. Em nói luôn, với một con chim chưa thi mà em bán đến cái giá 15 triệu thì anh em biết là nó xuất sắc như thế nào rồi. 10 điểm, đúng 10 điểm. Nói chung là cái này thì nó là cái gu của mỗi người và gọi là mỗi cái cảm nhận của mỗi người, nên là đối với cá nhân em cho nó 10 điểm anh em ạ. Con chim này nó để em giới thiệu gọi là sâu sâu về một chút về con chim này anh em nhé. Con chim này song lông là con chim song lông, vụ này là vụ thứ hai, bộ đẹp nết hay, đánh càng hay anh em ạ. Phải nói không biết phải nói làm sao, con chim này nó một con chim 15 triệu chưa thi thố thì anh em biết rồi, với cái số tiền 15 triệu đấy anh em mua được rất là nhiều chim có cờ có giải, thực sự là như vậy đấy. Anh em mua được rất là nhiều chim có cờ có giải chứ không cần thiết phải mua những con chim như thế này. Mà tại vì sao mà một con chim chưa thi gì mà bán 15 triệu thì nó phải có một cái lý gì đó đúng không ạ? Ok thì em nói qua với anh em một chút nhá. Thứ nhất là con chim này á, là song lông, vụ này là vụ thứ hai, không có tật lỗi gì cả, bộ đẹp nết hay toàn diện anh em ạ. Đây là con chim đánh còn chưa ra form đâu anh em nhá, nó vào form rồi đánh lật cầu đánh dẻo, mà lật cầu cúp C chạy ba mặt cầu đánh hay lắm anh em ạ. Em không biết phải nói làm sao nữa, nhưng mà nếu em nói thật sự với anh em hoan hỉ, anh em đừng có nghĩ là đắt để nó kia nha. Thôi mình cứ gọi là không mua được con này hợp lý thì mình mua con kia hợp lý. Chứ còn thật ra là bây giờ mà nói lên đây với anh em mà bảo anh em một con chim chưa thi 15 triệu là cũng hơi gượng mồm, nên em mua nó giá cao thì cũng không biết làm sao được cả mọi người ạ. Mọi người ạ, cái đó là cái thật lòng nó là như vậy. Và mua là còn phải cướp mới mua được cơ, chứ không phải là cứ gọi là hỏi là mua được đâu anh em. Con chim nó quá hay anh em ơi, thực sự luôn đấy. Còn đâu cái này thì anh em về anh em nuôi anh em cảm nhận con chim thôi. Nếu anh em là thật sự tin tưởng em gì, anh em mua về anh em nuôi anh em cảm nhận con chim nhá. Em cũng không biết phải nói làm sao con chim này nữa đâu anh em ạ. Em nói một từ với anh em xuất sắc luôn. Em chỉ có mong muốn là con chim này nó vào tay của đúng một người nào đó biết nuôi, biết chăm và biết chơi nha anh em nhá. Vào tay một đúng một người gọi là có tâm có tầm để nó đưa nó lên một cái tầm cao mới. Con chim nó càng chơi nó càng hay luôn anh em ạ. Nó càng chơi nó càng hay luôn, chứ không phải là nó chơi được một lúc chứ mà nó ỉu ỉu đó nhá. Mà em không biết phải nói làm sao với con chim này nữa. Mua chim đúng phải cướp, con chim này chưa thi thố gì cả. Hai vụ sạch tinh mà chim này, con chim này nó già lắm anh em nhá. Đối với anh em nào mà mua chim này thì anh em lưu ý giúp em gì một cái là anh em nhẹ nhàng với em nó một chút thôi nha. Tại vì sao nói là nhẹ nhàng? Tại vì bản thân con chim nó hơi nhát anh em ạ, chân nó già điên, con chim già đinh anh em ạ, nhát lắm. Nên là thôi thì anh em nhà mình nhá, nhẹ nhàng với em nó một chút. Hãy xuất sắc anh em ạ, thật sự với anh em luôn. Anh em xem clip của em thì rất là nhiều mà anh em có thấy con nào em chấm cho nó 10 điểm đâu. Nhưng đối với con này em cho nó 10 điểm anh em ạ, 10 điểm không có nhưng. Cứ vứt lên là nó cũng cần phải xem. Trời ơi con chim sao lại con chim nó hay được như vậy nhá. Trời ơi. Em thật sự là nhiều khi đấy em không thể hiểu được tại sao là nói cái câu chuyện này như này thì nó hơi kiểu là phật lòng ý, phật ý của anh em nha. Nhưng mà mình mua về không kiểu như là cái lúc mà mình mua thì mình chỉ nghĩ là mua về để chơi đã xong bán sau, cái ý nghĩ trong đầu mình nó là vậy. Nhưng mà kiểu là sao nhỉ, nhưng mà kiểu là không làm được cái kiểu dạng vậy anh em ạ, không làm được thế, kiểu về thôi cứ đăng clip bán cho anh em, mình mua giá cao thì mình bán giá cao, nếu mình có duyên thì mình để lại vậy thôi, nghĩ là như vậy anh em ạ. Chứ còn mà bảo là lúc đầu tiên mà bảo mua con này về để bán là không, chưa bán luôn được cái thời điểm này. Tại vì ai có lòng tham mà anh em, con chim mà mình nuôi nó đạt lên rồi mình bán nó khác chứ, đúng không? Mình đi thi thố rồi mình bán nó khác chứ, làm sao bán được cái giá đó nữa. Cái điều đó là điều chắc chắn mà mọi người. Nên là nhiều khi là thôi cứ đăng clip cho anh em nha, hoan hỉ con chim mẹ, không cần giới thiệu gì nhiều đâu anh em ạ. Không cần giới thiệu gì nhiều đâu, nếu nó có duyên ở lại đây với em thì nó là cái duyên với em. Và anh em sẽ nhìn thấy nó ở một cái gương mặt khác anh em nhá. Nhìn nó ở, sẽ nhìn thấy nó ở một cái cái giá khác luôn đấy chứ. Anh em nha, con chim số 2 lúc này với em anh em ạ, 15 triệu chưa thi thố gì cả đâu nhá. Em phải nói trước với anh em là như vậy nhá. Anh em mua hay không mua thì đều là hoan hỉ vui vẻ anh em nhá. Hay lắm anh em ạ, không biết phải nói sao con chim mà nó hay lắm. Em mê nó vô cùng anh em mê nó vô cùng luôn. Đẹp, anh hay, trời đất ơi, chịu rồi anh em ạ, sao lại hay như vậy.
Ok anh em, thì qua chim số 2 con chim số 3 của clip này của MV nhá. Con chim số 3 của clip này của MV chia sẻ lại cho anh em cái giá 9 triệu anh em nhá. Đối với anh em nào cần một con chim oánh xòe mềm mãn nhãn cuộc đời, đánh để cho biết chủ là ai thì bách ngay con chim này về chơi anh em nhá. Một con chim già rừng 2 mùa chưa thi đấu gì cả anh em nhá. Con chim già 2 mùa, con chim này thì nó rất là nhát. Nó chỉ có một cái duy nhất ở cái con chim này này, em chia sẻ với anh em luôn là như này. Hôm qua em bắt nó về ngày hôm qua, hôm kia anh em ạ, chiều ngày hôm kia thì em về nhà em thì em cầm kiểu như nó nhát đi, em cầm nó bị rớt mất một cái lông đuôi, nó nhảy quá anh em ạ, nó nhát quá là nó bị rớt một cái lông đuôi. Còn nết con chim 10 người thì đến 9 người thích anh em ạ, nó đánh dê cầu xòe mềm mãn nhãn luôn, đánh cho biết chủ là ai luôn, và đánh trời ơi nó chung là nó đánh cầu thẳng như một con sẻ quạt anh em ạ, đuôi nó như con sẻ quạt con chim này nhá anh em nhá, nên là nó đánh như con sẻ quạt luôn, là đuôi lúc nào nó cũng mở rộng ra và dập xòe đẹp lắm. Thật ra là đời đi tuyển chim, ví dụ như con tê này hay là như con này, như em đi tuyển rất là nhiều chim, nhưng mà gặp những con chim nó nhạy đuôi, nhạy đuôi như con chim này, nó đánh đẹp như con chim này, thật ra là nó không có nhiều, nó thật mọi người vậy, nó không có nhiều đâu ạ, nó thỉnh thoảng mới gặp một con nó chim hay, chim thì gặp không thiếu, chim hay thì gặp không thiếu, nhưng mà mỗi con nó có mỗi cái nếp, mỗi con nó có mỗi cái vẻ khác nhau. Nếu mà như kiểu như cái thần thái hay là như cái form như con chim này thì đúng là không có, thật sự mà ít lắm luôn ấy. Nó nhạy đuôi, nhạy cánh, nhạy xòe, nói chung là con chim nó đánh đẹp ơi là đẹp, không biết phải nói làm sao nữa cả, nó đẹp lắm anh em ạ. Còn đâu thôi, thực tế nha, anh em về anh em nuôi rồi anh em cảm nhận là đuôi lúc nào nó cũng như con sẻ quạt anh em ạ, đuôi nó lúc nào nó lý lắc luôn, xuất sắc anh em ạ, xuất sắc. Đối với anh em nào mà thích những con chim màu mè hoa mỹ một chút mà để mà anh em chơi, gọi là thật ra là đối với những con chim này thì nó hứa hẹn nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi anh em ạ, đợi duyên anh em nhá. Nói chung là thôi thì cái này nó là đợi duyên anh em nhá. Chứ còn mà bây giờ mà phải hứa hẹn với anh em thế nọ thì kia thì nó rất là khó anh em ạ. Sạch tinh đấy, 9 triệu anh em ạ. Nó tuy rằng giá nó có thể là nó sẽ hơi cao mà thật ra không có cao anh em ạ. Bây anh em bỏ 9 triệu anh em lên giàn anh em mua cho em con chim như này đi ạ. Thế là anh em biết là có mua được hay không. Thế là anh em gọi là bây giờ mà nó giá cao nó giá thấp thì nó cũng nhạy cảm lắm, nó khó nói lắm. Nhưng mà bây giờ anh em cứ thử bỏ 9 đến 10 triệu anh em lên giàn anh em mua cho em một con chim như này xem nào, có mua được không ạ? Toàn diện từ hình bộ tới nét chơi, trời ơi nó đẹp, ôi trời ơi mấy con chim này nó đẹp vầy được anh em ơi, như một con sẻ quạt luôn anh em ạ, đẹp lắm rồi, đẹp đúng là mấy anh em mà thích gọi là như công như phượng thì anh em gọi là không bắt con chim này thì không biết bao giờ mới lại có một con như này nữa đâu anh em ạ. Nếu anh em thích cái kiểu mà đánh như công như phượng thì anh em bỏ qua con chim này thì đúng là không biết bao giờ mới có một con nữa nha. Chim xòe mềm em đi gặp nhiều và tuyển cho anh em rất là nhiều, nhưng mà mỗi con nó mỗi có một cái vẻ khác nhau, như con chim này là con chim quá nhạy đuôi luôn, đuôi lúc nào nó cũng lý lắc lên ạ, giật xòe và đánh cầu thẳng dê đẹp ơi là đẹp. Nói chung là nó đáng đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra chơi anh em ạ, cũng đáng đồng tiền anh em bỏ ra, chứ còn mà nó cũng không làm, mà cái quan trọng nhất là anh em cứ về anh em nuôi rồi anh em mới cảm nhận được. Anh em xem clip 2, 3, 4 phút nó không có nói lên bất cứ một cái điều gì ở con chim cả, để cho mọi người chỉ xem qua cái nết và cái bộ một chút thôi. Còn em phải bảo hành với anh em mà. Em không phải lên đây em kể, mà kể đây là kể thực tế anh em nhìn được rồi đúng không? Nhìn được cái nết rồi. Nhưng mà em vẫn còn phải bảo hành cho anh em về anh em nuôi chơi này. Xứng đáng anh em nuôi chơi, không xứng đáng anh em quay đầu trả lại cho em, anh em không mất một đồng nào hết anh em nhá. Đó, để cho anh em nhà mình yên tâm, không phải lo lắng đắng cay bất cứ một cái thứ gì anh em nhá. Đó, con chim số 3 của clip này của MG để cho anh em với giá 9 triệu anh em ạ. Không biết bao giờ mới gặp được một con chim như thế này nữa đâu anh em nhá. Nó nói chung là 9.5 anh em ạ. Màu mè hoa mỹ. Rồi ok anh em, tiếp theo là qua con chim số 3 anh em nhá, để con chim số 4 được clip này của em Duy anh em ạ. Con chim số 4 này là một con chim rất là nhiều cờ nhiều giải rồi anh em nhá, một con chim rất là ổn định, nhiều cờ nhiều giải. Nếu mà anh em nhìn cái tướng con chim này là anh em nghiện. Tại vì sao là nói là về cái tướng chim mà anh em nghiện thì anh em biết rồi. Nó quá là đẹp, thật nói về cái hình bộ tướng tá con chim thì nó đúng là 10 điểm. Nha, nết chơi 8.5 anh em ạ. Nết thì lật cầu, sục sạo, găm dí đánh. Đó, còn nói về cái hình bộ con chim nó đẹp lắm anh em, bộ nó to khủng, như con chim này nó to nhưng nó không kiểu là to theo kiểu lù lù nhá. Tất cả những con chim bộ to anh em ạ thì chắc chắn là lông bộ khủng thì lông nào nó phải dày rồi, cái điều đó là điều chắc chắn là phải như vậy rồi anh em ạ. Nhưng con chim này ạ, nó to nó như nó không kiểu cù lù cù lục cái kiểu dạng vậy anh em ạ. Nết hay, bộ đẹp, bộ nó đẹp lắm anh em, nhìn cái mặt cái bộ cái tướng tá chim anh em nhìn anh em phê lòi luôn, nó đẹp kinh khủng.
con này nó hội tụ tất cả những cái điểm đẹp ở một con chim chào mào về cái hình bộ con chim này. Thứ nhất nha, màu lân, họng bò màu đá lân, nó nói là nôm na là màu đá lân, họng bò, lưng tôm, gáy ngựa, cánh sệ gà tre, gọi là rồi bây giờ mà tả không phải tả những gì cả. Anh em nhìn trên clip nó không đẹp đâu anh em nhá, trên clip nó rất là bình thường, nhưng mà nếu mà về cái độ đẹp của con chim này nó là 10 điểm, đẹp lắm anh em nhìn ngoài đẹp lắm, nết hay bộ đẹp anh em nhá. Đó, nói chung là con chim này rất nhiều cờ nhiều giải rồi, ổn định rồi anh em nhá. Bây giờ thì bắt đầu là xong lâu vụ này là vụ thứ 3 anh em ha, xong lâu vụ này vụ thứ 3 và mới hoàn thiện lông thôi anh em, cứ thả lực cho MV khoảng 15 hôm, chỉ cần tháo dòng lực 15 hôm rồi anh em ra lồng, anh em vào chế độ anh em mới chơi. Còn con chim này thì anh em chả phải lo lắng tụt lửa tụt khói gì đâu, em nói thật không phải lo lắng tụt lửa tụt khói gì đâu, anh em vứt đâu cũng chơi, vứt đâu cũng chơi, con chim nó ổn định kinh khủng luôn anh em ạ. Nhiều cơ nhiều giải rồi anh em nhé, con chim này nó chỉ có chưa có duyên chung kết thôi anh em ạ. Top 10, top 20, top 30, những cái giải trăm mấy chục lồng nói chung là bình thường hết rồi. Còn đâu rồi, quan trọng là anh em như thế này này, anh em về anh em cứ nuôi nhá, cứ nuôi xứng đáng để lại chơi, không xứng đáng trả thế thôi cho nó nhanh. Mình cứ người thật việc thật mà làm, chứ còn bây giờ cứ mất công anh em nói em mà kể nọ kể kia. Anh em đã khách quen hoặc anh em đã từng giao lưu với em thì em không nói làm gì, những anh em mới xem anh em nghĩ em thế nọ thế kia đấy. Quan trọng nhất này, gặp em ngoài đời biết được em như thế nào nhá. Cứ gặp em gì ngoài đời mới biết được em như thế nào, chứ còn nhìn được gọi là đánh giá em đi qua mạng thì không phải đánh giá làm gì cả đâu nhá. Đó, con chim số 4 ở clip này của MV anh em nhá. Anh em nhìn thấy con chim nó cứ lí lắc kiểu gì chả hiểu kiểu sao luôn. Đẹp, nói chung con chim đẹp lắm, bộ đẹp nhất hay, cờ giải thành tích rất là tốt và ổn định anh em ạ. Đối với anh em nào mà tầm kinh tế khoảng 9 đến tầm 8 đến 10 triệu anh em cần một con chim thi ok ổn định để anh em về anh em đi chơi thì anh em bách ngay con chim này về này, không làm anh em thất vọng đâu anh em nhá. Con chim này vào cái tầm tháng 3 tháng 4 nó đánh kinh khủng luôn anh em. Hay lắm. Rồi ok anh em, nói chung là qua con chim số 4 anh em nhá, để con chim số 5 ở clip này của MG anh em ạ. Con chim số 5 ở clip này của MG là con chim mộc dở, gọi thôi gọi là chim hai mùa rồi anh em nhá, hai mùa rồi. Đó. Nhát lắm anh em ạ, nó không có lành đâu anh em nhá. Nết hay bộ đẹp, anh em nhìn con chim bộ khiếp không? Nhìn con chim nó chắc nịch luôn. Mặt giữ màu giấy như người ngón tay, họng bò cái ngựa con chim, nói chung là nó rất là đẹp anh em ạ. Chim này thì chưa thi thố gì cả đâu mọi người ha. Mọi người về mọi người nuôi đào tạo và khai thác nhé. Con chim này nó là con chim xòe mềm đấy anh em. Căng nó xòe mềm, nó đánh nó xòe mềm đẹp lắm, đuôi đít to anh em nhìn đít nó phè phè nết nó hay chạy bốn cầu góc cúp xê lật cầu anh em nhá. Con chim số 5 ở clip này của MG sạch tinh để cho anh em nhà mình về đào tạo nhá. Xong lòng vụ này là vụ thứ hai, nó là con chim hơi già này, nó hơi nhát một chút thì mọi người về cũng nhẹ nhàng với em nó một chút thôi mọi người ha. Đó, đẹp, bộ đẹp nết hay, con chim này thì giá lại còn hợp lý nữa, cái tầm giá như này là quá là hợp lý rồi anh em ạ. Chứ còn mà đòi hợp lý hơn nữa thì ví dụ như là ngon bổ rẻ là em đi thua nha. Thực sự là anh em là vậy, ngon bổ rẻ là em duy thua rồi. Hay lắm, con chim hay lắm anh em ạ. Bộ rất là đẹp, con chim anh em nhìn thấy không? Mặt nó dữ, nó sắc lẹm luôn. Nhìn con chim tướng tá, chim nhìn nó khiếp luôn đấy chứ. Hay anh em ạ, con chim rất là hay, nết hay lắm đấy chứ không phải đều đều đâu nhá. Con chim nết nó hay lắm, nó cúp C. Con chim này là cúp C lật cầu, bốn cầu đấy anh em. Có chụp, có gọi là đầy đủ hết. Có lật, có chụp, tất cả mọi thứ của con chim. Anh em ạ. Gấu lắm, chim hàng rất là gấu và chim rất là đẹp. Đối với anh em nào kinh tế tầm 6 đến 7 triệu mà anh em cần một con chim ok để anh em về anh em chơi, anh em bích con chim này về chơi anh em nhé. Và yên tâm, nó không có tụt lửa tụt khói gì đâu anh em ạ. Về bản thân nó là con chim giữ mà, lông mới quét. Về bản thân nó là con chim giữ nên nó không có tụt lửa tụt khói gì đâu mọi người ha. Là yên tâm về vấn đề là như vậy nhá. Đó, con chim số 5 ở clip này của MG chia sẻ lại cho anh em cái giá là 6 triệu 3 anh em nhé. Hay lắm anh em, con chim thì thôi cứ về anh em nuôi anh em biết. Thật ra chim của em, con nào em phải nói hay thì em mới bán được, cái điều đó là điều đương nhiên. Rất là nhiều anh em bảo ông này con chim nào của ông này ông nói hay. Không hay em mua làm cái gì, em mua em phải bán cho anh em. Con chim em bỏ đồng tiền ra em mua cũng như anh em bỏ đồng tiền ra anh em mua chim của em vậy. Con chim không được em tuyển về làm gì, đúng không ạ? Cái điều đó là điều chắc chắn là nó phải ok rồi. Tiền nào thì của đó anh em. Đó. Còn mà bây giờ cứ phải đòi hỏi anh em, đòi hỏi gọi 2-3 triệu mà phải hay thì không có đâu anh em ạ. Bổ bây giờ người ta bán 2-3-4 triệu rồi, lấy đâu ra chim hai mùa bây giờ 2-3 triệu nó đâu anh em. Mà con chim này là toàn những con chim hàng tuyển, nết đẹp bộ, nết hay bộ đẹp, tất cả mọi thứ tố chất mình khẳng định là ok rồi thì lấy đâu ra hàng rẻ nó đâu anh em, đúng không ạ? Đó, đẹp quá anh em, nhìn cái mặt con chim kinh khủng, sự đẹp con chim quá ok luôn anh em ơi. Cúp C chạy ba cầu đấy anh em ạ. Lanh lắm, nói chung là con chim rất là lanh, bộ to, đẹp anh em ơi. Nhìn con chim chắc nịch kìa nhỉ. Nhìn chim chắc nịch luôn. Rồi ok anh em, con chim số 6 clip này của MV nhá. MV chia lại cho anh em cái giá là 6 triệu 3 anh em nhá. Ok.
vào form này kinh lắm anh em, chim này vào form đánh kinh luôn đấy chứ. Chẳng qua chim em mới tuyển về nhà nên là cảm giác nó còn lạ, nhà nó còn kiểu như là nó còn sao sao, chẳng biết nói làm sao nó cả. Như chim con nào cũng vậy, em bắt về nhà em là cảm giác con chim nó không thể như lúc em tuyển, cái điều đó điều chắc chắn đến 95% là như vậy. Không thể về nhà em lúc nào con chim nó cũng cảm giác nó chỉ chơi được khoảng 4-5-7% phong độ thôi. Còn như lúc mình tuyển nó phải như công như phượng này mình mới tuyển chứ. Rồi ok anh em, chúng ta qua chim số 5 anh em nhá. Anh em thích một con mộc ở VIP giá hợp lý thì bách ngay con số 5 để chơi anh em ạ. Tiếp theo đây con chim số 6 clip này của em Duy anh em nhá. Con số 6 này thì em Duy chia sẻ với anh em một chút là như thế này. Nó là con chim ngày hôm qua em đăng clip mà bị vỡ gạch anh em. Con này hôm qua vỡ gạch bán 12 triệu này bán anh em 11 triệu. Con chim này vừa chủ nhật tuần trước nó top 10 anh em ạ. Chùm lồng đấy anh em, ngoài miền Nam thì gọi là chùm lồng, ngoài miền Bắc thì gọi là top 10 đấy anh em. Hạ thứ 7-8. Rồi con chim này nếu anh em mà thật sự tin tưởng em bán cho anh em hôm nay nha. Em bán cho anh em với giá là 11 triệu, ngoài em bán 12 triệu. Em bảo hành cho anh em này. Thứ nhất, em bảo hành luôn cho anh em trong vòng 1 tháng rưỡi. Anh em về không cần phải gãi rợt làm gì cả. Anh em cứ xách về anh em đi thi luôn cho em gì. Cứ khoảng tầm 15 hôm nữa đến 20 hôm nữa là anh em thi được. Đó, 15 đến 20 hôm nữa anh em thi được. Anh em cứ cầm anh em đi chơi đi thi. Được cờ được giải. Thật ra là con chim bây giờ lên dàn thi này anh em biết rồi. Nó nhạy cảm, nó khó nói lắm. Nhưng quan trọng là như này, em cứ bảo hành cờ giải cho anh em ngon lành mọi thứ. Anh em cứ thi cái thế 300, 500, 700 tùy anh em nhá. Anh em cứ được cờ, được giải, anh em để lại anh em chơi. Không được cờ, được giải, anh em trả lại cho em bao cờ cho anh em luôn đấy ạ. Còn nết con chim anh em nhìn được clip nha. Nó rất là đều. Lên giải nó cũng vậy, nhưng lên giải nó đánh đẹp hơn anh em nhá. Lên giải nó đánh đẹp hơn. Và con chim này nó có một cái điểm là anh em biết là sao không ạ? Con chim này nó rất là chắc bộ. Lúc nào nó cũng dựng ngược người lên ạ. Lúc nào nó cũng dựng người lên ạ. Bộ đẹp mà thì màu đá lân con chim này anh em nhìn anh em biết rồi, dễ chăm, dễ nuôi, dễ chơi. Em bắt về nhà em nha anh em ạ, nó chế suốt ngày ở nhà, nó đẻ hết mấy con chim ở nhà, rất là bực rồi. Mấy con chim cứ mới tuyển về là nó nghe tiếng chim là nó trẻ, nghe tiếng chim lạ là nó trẻ, rất khó chịu luôn anh em ạ. Nó bướng quá là bướng, mà con chim giữ mà nó ổn định lắm anh em. Con chim sau lông vụ này là vụ thứ 3, thành tích nó tốt lắm anh em ạ. Nên là thôi thì gọi là những cái mùa trước em không làm kể nên làm gì nữa nha. Mình bán chim hiện tại nha, không kể những cái vụ trước làm gì nữa cả. Nhiệm vụ này nó mở, gọi là mở bát cái đầu tiên, gọi là top 10 thì quá là ok rồi, nhưng không đòi hỏi gì cả nhiều. 60 mấy lồng, nói chung là đầu vụ 6 mấy lồng thôi anh em. Không có nhiều lồng đâu anh em ạ. Nhưng mà nếu mà như anh em nào kinh tế tầm hơn chục triệu, anh em cần con chim thi ok ổn định, anh em bích con này về chơi. Em bao cờ cho anh em nhà mình ok chưa ạ? Cứ được cờ được giải anh em nuôi chơi, không được cờ được giải anh em trả lại cho em. Rất là thoải mái nhất. Con chim bây giờ mà anh em bảo rồi, con chim bây giờ bắt đầu nó vào top rồi đúng không ạ? Nó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, trong vòng có mấy giây rồi nó đã bị rớt rồi, thì bây giờ làm sao mà phải bảo hành cho anh em vào được đến đâu đúng không ạ? Nó khó nói lắm, nhưng mà thôi cứ được cờ được giải là ok rồi anh em ạ. Còn thôi thì mong muốn là nó có duyên, nó cũng ăn cờ to thôi anh em. Em chỉ muốn mong muốn là con chim mà đến tay anh em là nó là thành tích nó tốt thôi, chứ làm sao mà em muốn nó ở mương, nó mất việc của cả anh em, mất việc của cả của em ra. Anh em muốn mua được con chim hay về anh em chơi chứ ạ, làm gì có anh em muốn mua con chim nào về anh em trả đâu. Cái điều đó là điều đương nhiên rồi, nhưng mà ví dụ như là nó rủi ro chẳng hạn ấy, hoặc là nó không được đạt như cái gọi là mình mong muốn, thì chỉ có trả thôi. Anh em mà không trả là anh em thiệt, chỉ có vậy thôi anh em ạ. Nha, đó, nói chung là con chim số 6 anh em nhé, em đi chia lại cho em giá 11 triệu. Đó, bao cờ bao giải như nhà mình luôn đấy. Cứ được cờ được giải anh em đi chơi, không được cờ được giải anh em trả lại cho em nhé. Con chim đánh đều lắm, nhưng lên dàn đánh đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Lên dàn đánh đẹp hơn chứ nó không dựng dựng như trong clip đâu nhá. Anh em cứ yên tâm cái điều như vậy anh em ạ. Và hôm nay cũng khá là vui anh em ạ. Hôm nay được rất là nhiều anh em, 4 anh em báo cho em, nói chung là anh top 10 chung kết, 3 ông chung kết, 1 ông top 10, toàn chim giá hợp lý thôi anh em. Đó, đối với những con chim toàn bán 5, 6, 7 triệu, con chim bán 9 triệu là đắt nhất. Đó, anh em về anh em cờ giải thành tích rất là tốt như vậy là cũng khá là mừng rồi. Đấy là còn có thể là những anh em khác, họ chả báo thì chả biết. Nhưng đây là hôm nay anh em báo lại, anh em nhắn tin lại, anh em cảm ơn thôi. Nói chung là đấy nào là một cái động lực để mình đi tuyển chim rất là nhiều thôi. Những con chim mình tuyển, mình bắt hàng tiềm năng, anh em về anh em nuôi chơi mà anh em nuôi nó thành tích là tốt như vậy này. Rất là mừng anh em ạ, động lực tuyển chim đấy. Cái đó là cái động lực đi tuyển chim cho anh em nhà mình nhé ạ. Ok anh em nhá, con chim số 6 của clip này của MZ. MZ chia sẻ lại cho anh em với cái giá là 11 triệu anh em ạ. Đó, hôm qua bán 12 triệu đấy, vô duyên vỡ gạch, này bán cho anh em 11 triệu anh em nhá. Em mặt mũi bóng bộ tường ta ăn chim không chê đâu rồi anh em ạ. Rồi ok anh em, tiếp theo là con chim số 7, lại vẫn là con chim mộc vỡ gạch hôm qua của MZ anh em ạ. Em thề luôn, con chim này nó vô duyên vô cùng luôn anh em. Em không biết phải nói làm sao, nó vô duyên với em quá luôn ấy. Hôm qua em bán anh em 6 triệu 6 đấy anh em, hôm nay em bán anh em 5 triệu rưỡi anh em ạ. Con mộc dở 8 tháng lồng anh em nhá, 8 tháng lồng mới lột xong lông rừng đấy. Em
không có tật lỗi gì cả đâu anh em nhá, không tật lỗi gì đâu, bộ chung nhìn lông mỏng trường chim anh em nhá, mà thì mà là mà vui vui thôi. Nói chung là nó về hình bộ con chim này, con chim này nó chả có gì đặc biệt cả anh em nhá, không gì đặc biệt. Tại vì sao nó là vô với con chim này của em, nó vô duyên. Cái hôm đầu tiên em bán, em nói thật với anh em là phải tầm 20-30 người gọi điện cho em hỏi mua con chim này. Nhưng em bán cho một ông anh ở trong Hà Tĩnh hay sao đấy, hay là ở Quảng Ngãi gì đó, Quảng Ngãi thì phải. Đó, về ông anh nuôi, ông anh trả cho em, ông anh chỉ bảo một cái lý do là con chim nó hay há mồm. Trời ơi, cái lý do trả chim nó buồn cười thật sự luôn đấy. Trong cái câu chuyện là con chim nó không ưng ý thì trả cho em nhận nó không sao cả. Đó, chứ không quan trọng là nhất thiết là nó phải như thế nào cả. Nhưng mà nhiều khi mình thấy cái lý do mà trả lại chim nó buồn cười ấy. Rồi con chim ra đàn nó vẫn chơi hay thì không nói làm gì cả. Đó, thì ông anh trả em, thì từ lúc trả em về thì con chim em nuôi lại chắc là được khoảng tầm 15-20 hôm nay rồi. Khá là lâu rồi đấy, em nuôi lại được khoảng tầm 15-20 hôm rồi đấy anh em. Thì hôm qua mới ra Tết lại cho anh em xem, nói chung là thần thái tất cả mọi thứ rất là tốt anh em ạ, rất là tốt. Đó, bán cho anh em 6.6 triệu. Có ông anh mua rồi, chuyển tiền rồi. Sáng nay là bảo anh bận việc, anh không lấy được. Trời. Không biết nói gì nữa luôn anh em ạ, thực sự với anh em không biết nói gì nữa luôn. Đấy là nó châm tâm sự thật với anh em vậy. Thôi hôm nay nha, hôm qua bán 6.6 triệu, hôm trước bán 7 triệu đấy anh em, lần đầu tiên bán 7 triệu đấy. Hôm qua bán 6.6 triệu, hôm nay bán cho anh em cái giá 5.5 triệu thôi. Còn con chim này mà vỡ gạch nữa thì nói thật với mọi người luôn này, em vì nuôi sáng năm bán cho anh em luôn, bực mình thật luôn đấy chứ. Phải vô duyên đến như vậy được anh em ạ, thật luôn đấy. Không biết nói làm sao với con chim này nữa cả, nhưng phải nói một từ là đúng là mình vẫn phải tin vào cái duyên đấy anh em. Thật sự là vẫn phải tin vào cái duyên đấy. Một con chim rất là hay, anh em đòi hỏi gì hơn là một con chim 8 tháng lồng mà được như thế này nữa, đúng không ạ? Bắt trên đàn lúc đấy là khoảng gần 7 tháng lồng, nó xong lồng mà nó lên đàn nó bánh âm rồi. Anh em trời ơi, bản lĩnh về nó vô cùng bản lĩnh luôn con chim. Thế mà nhiều khi là về mà bán đi, lúc đó bao nhiêu người hỏi mua không bán, bán cho ông anh đấy. Về xong cùng nhiều khi là không biết nó làm sao rồi anh em ạ. Thôi hôm nay hoan hỉ nhá, em để cho anh em cái giá 5.5 triệu. Anh em à, để cho anh em cái giá 5.5 triệu. Anh em thật sự tin tưởng em, anh em cần một con chim mộc rửa hay, thực sự đúng nghĩa là con chim mộc rửa hay. Anh em về anh em gọt chỗ anh em đào tạo thì anh em đừng bỏ qua con chim này, em chỉ chia sẻ anh em như vậy thôi. Còn nói về hình bộ con chim nó chả có gì đặc biệt cả anh em nhá. Hình bộ con chim nó không có một cái gì đặc biệt cả, nhưng về tố chất con chim em đảm bảo cho anh em luôn, anh em không phải nghĩ. Thế thôi anh em ạ. Rồi ok, nói chung là cuối clip của em Duy rồi, em Duy không biết nói gì cả. Em Duy cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip này của em Duy nhá. Anh em thích con chim nào clip của em có thể alo trực tiếp qua cho em nhá. Thì em vẫn cố gắng tuyển anh em những con chim ok nhất, chất lượng nhất để gửi đến toàn thể anh em và gửi đến toàn thể mọi người nhá. Thì em Duy xin được kết thúc clip tại đây. Thì em Duy chào anh em, chào mọi người. Hẹn toàn thể anh em và mọi người những clip tiếp theo nhá.